xem coi chiếc nhẫn kim cương của chúng ta nó như thế nào không vị ha. Vâng, đây là chiếc nhẫn của chúng ta ha. Chiếc nhẫn của chúng ta dưới đèn đây. Đó. Quý vị sẽ thấy là chiếc nhẫn của chúng ta nó có lửa và nước ha quý vị ha. Rất là đặc sắc. Thì viên này nó là Sapphire. Sapphire buông hồ. Màu xanh lá khá là đẹp. Tương hợp với lại mệnh mộc và tương sinh cho mệnh hỏa ha quý vị ha. Và độ cứng của nó thì chỉ có đứng sau kim cương mà thôi. Đấy. Rất là đẹp. Vâng, và đây là một mặt dây chuyền cũng đá sapphire luôn quý vị ạ. Và như quý vị thấy thì viên đá với độ cân đối ha. Và với thiết kế thì rất là sang chảnh ha. Một mặt dây chuyền khá là đẹp. Với độ cứng của cái dòng đá sapphire này thì nó cũng chỉ đứng sau kim cương thôi ha quý vị ha. Độ bền là mãi mãi. Khi mà lên thiết kế mặt dây chuyền rồi thì độ bền là mãi mãi. Cũng rất là là đẹp và đẳng cấp quý vị ha. Vâng, tiếp theo là một cái nhẫn nam với đá chủ là sapphire và đá tấm là toba ha quý vị ha. Thì chúng ta có thể cùng nhau xem về những cái viên đá tấm và cái độ bóng mướt của vàng quý vị ha. Đó, thấy không? Trôi một cái là mướt ngay. Và độ bóng mướt của vàng của chúng ta kèm với viên đá thì nó rất là đẳng cấp luôn. Đó, rất là sành điệu ha. Cân đối thôi quý vị thấy không? Bóng đèn vào trong là hai cái bóng đèn cân đối nè. Đó, mướt. Không còn gì bằng luôn. Quá đẹp. Chúng ta đến thêm sản phẩm tiếp theo ha. Vâng, kế đến là một cái món trang sức thì đây là một cái hộp đá peridot. Thì như quý vị có thể thấy là lửa ha, 1 chữ X, 2 chữ X, 3 chữ X, 4 chữ X và 5 chữ X. Một cái viên đá hình vuông với 5 chữ X và một cái viên nữa. Thì như quý vị thấy là hiệu ứng bông hoa ha. Ôi cha, nó đẹp làm sao. Thì cái này của bạn Hiền Nguyễn. Đó. Lắc nhẹ nhẹ thôi. Lắc nhẹ nhẹ thôi là có thể là thấy cái bông hoa của chúng ta nó với nhiều hiệu ứng không vậy ha. Tuyệt vời. Còn về vàng thì quý vị có thể nhìn thấy ha. Em cho rối tinh rối nù như thế này nhưng mà vàng chúng ta vẫn không chày không vậy ha. Rất là mướt. Đó. Và cái này thì khai vận rồi. Khai vận rồi nên thành ra em không có cầm bằng tay được. Lỡ có cầm bằng tay thì phải khai vận lại, nó mệt lắm. Đây. Đó. Trời ơi, nó sáng. Nó sáng. Sáng và chói. Ok. LNG xin chào quý vị. Để đăng ký kênh, chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy. Với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, đá phong thủy LNG xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ha. Thì hôm nay chúng ta lên chúng ta ra thêm 7 sản phẩm nữa. Thì trong 7 sản phẩm này có một chiếc nhẫn full kim cương hả quý vị ha, với hộp 5 ly 4 VVS1 hả quý vị ha. Và một chiếc nhẫn full hộp sapphire vàng, nguyên vàng sapphire vàng hả vậy ha. Thì ba chiếc nhẫn này ba chiếc nhẫn này tạm thời là em sẽ lên video trước, rồi lát nữa chạy đi phổ quang và ra giấy cho quý vị ha. Tại vì
Mỗi một chiếc nhẫn cần phải đo tuổi vàng để cho chúng ta an tâm, vàng của chúng ta đủ tuổi, nó không có bị chớn màu, nó không có bị bay màu, bạc màu gì hết quý vị ha. Rồi ok. Rồi thì bây giờ mời quý vị cùng LNG xem qua những cái món trang sức của chúng ta. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với em sử dụng nhíp nhựa gấp cái chiếc nhẫn full xoàng hiểu vậy ha. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chiếc nhẫn với đá chủ là viên kim cương 5.4 VVS1 ha, nước hắc ha quý vị ha. Đó. Và với thiết kế khá là chi tiết và công phu như bên LNG hiểu vị thế đây. Đó. Một chiếc nhẫn kim cương cao tầng hả quý vị ha. Đó, rất là gắt. Rất là sang trọng luôn. Thì nhẫn này chị em phụ nữ mà chúng ta đi dạ hội đồ này nọ ha thì rất là ok luôn. Nhìn qua chiếc nhẫn là thấy đẳng cấp rồi. Đó. Về độ bóng của vàng hả quý vị ha, quý vị có thể kiểm tra về chất đồ này nọ, về độ bóng của vàng, độ mướt của vàng của chúng ta ha. Thì chiếc nhẫn này là vàng trắng 14K, vàng trắng 14K kèm với kim cương full hộp luôn. Nói chung là trên này là nguyên một vàng full hộp kim cương luôn. Thì chiếc nhẫn này nó sẽ mang đến cái sự quý phái cho phái nữ thôi quý vị ha. Bây giờ ơi, để lát nữa em quay nó ngoài nắng cho quý vị xem ha. Bây giờ em đem ra ngoài nắng quay cho quý vị xem nè. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ra nắng xem coi cái chiếc nhẫn chỗ này nắng được mà. Xem coi chiếc nhẫn kim cương của chúng ta nó như thế nào không quý vị ha. Đó. Một tầng, hai tầng, ba tầng rất là sắc nét hả quý vị ha. Rồi bóng vàng thì khỏi chê luôn, mướt mượt mượt, kèm với độ óng ánh của kim cương nó thì thôi rồi. Vâng, thì với cái chiếc nhẫn vàng trắng full sàn như thế này thì nó dù là nắng hay là trời râm luôn hả quý vị ha. Khi mà trời râm thì chúng ta sẽ bắt gặp được những cái ánh đa sắc bên trong một viên đá kim cương của chúng ta. Chỉ cần qua cái đèn trần thôi hả quý vị ha, thì cũng có thể thấy được rồi. Và cái điểm mà bắt sáng mà tẻ ra bốn lưỡi như thế này, nó chính là cái tim, đáy của cái viên kim cương 5.4 hả quý vị ha. Này chúng ta sẽ quan sát là ngay giữa tâm chiếc nhẫn nè. Đó, ngay giữa tâm chiếc nhẫn nè. Đó. Quá đẳng cấp. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những chiếc nhẫn còn lại hả quý vị ha. Rồi thì bây giờ chúng ta đến với một cái chiếc nhẫn ha. Nguyên một set sapphire. Thì như quý vị thấy ha. Đây. Đó, sapphire vàng hả quý vị ha. Sapphire vàng của hồ chuẩn thiên nhiên. Hàng này thì là hàng Bali 6. Đó. Rất là ok, rất là mướt hả quý vị ha. Và ở trên video này thì sẵn tiện em cũng nói luôn, thì em phân chia rất là rõ ràng và rành mạch ha. Tại vì ở cái video trước em làm hàng môi Senai á, tức là kim cương nhân tạo á, thì có một số bạn vẫn hay hỏi là bên anh có kinh doanh kim cương nhân tạo không. Thì LNG chia sẻ luôn trên này hả quý vị ha, là LNG không kinh doanh hàng môi Senai. Để phân biệt rõ ràng là bên LNG không kinh doanh cái ngưỡng mà đá nhân tạo luôn. Để phân chia ra rất là rành mạch là LNG không kinh doanh đá nhân tạo và đá xử lý keo hả quý vị ha.
Còn xử lý nhiệt thì là tỷ lệ rất ít, trừ khi nào anh em khách hàng yêu cầu thì mới cung cấp thôi, còn không thì full thiên nhiên đó. Chứ nhận khá là sáng và sang quý vị ha. Trời ơi, độ bóng bóng mượt. Đây. Như vậy thấy không? Bóng đến từng mm luôn. Không còn gì để chê luôn. Đó. Thì như quý vị thấy là vừa mới thành phố Hồ Chí Minh vừa mới hoạt động lại thì LNG đã thúc đẩy tiến trình hả quý vị ha. Làm rất là nhanh, rất là lẹ ra một số sản phẩm nhằm để phục vụ cho quý vị một cách sớm nhất và tốt nhất. Thì như quý vị có thể thấy nè, về độ bóng của bên đá bên LNG nè ha, và độ cân đối nè. Một món trang sức cao cấp là như vậy đó quý vị. Và bây giờ cho quý vị kiểm tra về cái độ đồng đều ở trên chiếc nhẫn của chúng ta ha. Sao nó cứ không lấy nét thế nhỉ? Đó, quý vị thấy không? Ở trên bề mặt không lồi lõm luôn ha. Mấy chục viên như nhau luôn, rất là đều đều tâm tắp nè. Quý vị thấy nguyên một cái dòng cung nè ha. Nguyên một cái dòng cung từ đây qua đây. Không lồi lõm luôn nè. Rất là đều đều tâm tắp luôn. Đó, là quý vị có thể thấy là thời gian và công sức và kỹ thuật, cũng như là cái kinh nghiệm của một người thợ để cho mặt hai cái dàn hộp nó hạ đều tâm tắp như vậy nè. Tại vì khi mà chúng ta có những cái ánh nhìn từ đây, từ bên hông và từ bên hông này nữa, bên trái, bên phải và chính diện, thì nó đều có một cái góc nhìn khác nhau. Nó thành ra hộp phải đi đều như thế thì nó sẽ làm cho người nhìn không bị khó chịu. Người mà khi mà chúng ta dùng trang sức á, người kế bên họ nhìn họ không bị khó chịu. Đó là một cái gọi là kỹ thuật ở trong cái món trang sức cao cấp thôi vậy ha. Rồi chúng ta qua cái chiếc này, chúng ta đến với chiếc hộp canet, một chiếc nhẫn nữ thôi vậy ha. Em chỉ cần lau chùi nhẹ thôi, vì trang sức của chúng ta thì nó rất là bóng và nó rất là mướt rồi, không có cần phải làm gì thêm nhiều thôi vậy ha. Đó, và chiếc này cũng vậy nè quý vị thấy không, một sự đồng đều nữa ha, không lồi lõm luôn nè. Quý vị có thể kiểm tra được cái nền mặt của đá tấm nè, thấy không? Cân đối, bên này cân đối. Đó, rất là ok. Cháu thì rất là chắc chắn luôn hả quý vị ha. Ôi, cái hộp garnet này sao nó xấu thế. Bên hông ha, chúng ta kiểm tra bên hông ha. Rồi chúng ta đi qua lẹ đi, rồi để lấy ba chiếc này đi ấy giấy phủ quang cho nó. Đi đo tuổi vàng cho ba cái chiếc nhẫn này. Rồi bây giờ chúng ta đến với đây là chiếc nhẫn bạc thôi vậy ha. Cái chiếc này nó không có giấy phủ quang thì nó là chiếc nhẫn bạc đây. Đây là một chiếc nhẫn bạc 925 với đá chủ là sapphire không vậy ha. Đây là một chiếc nhẫn bạc 925, đá chủ là sapphire. LNG sẽ mời quý vị cùng LNG xem về những cái hàng bên chúng ta hả quý vị ha. Đó. Và để mà lựa chọn về mẫu thì quý vị có thể tham khảo trên website ha. Tham khảo trên website của LNG, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều mẫu. Nhưng mà không quan trọng quá thì LNG chia sẻ với quý vị rằng là riêng về mẫu thiết kế trang sức thì quý vị có thể chỉ cần quý vị thích thôi, thì bất kỳ cái mẫu nào, dù là của LNG hay không phải là của LNG, thì LNG vẫn làm được cho quý vị một chiếc nhẫn với cái mẫu mà quý vị yêu thích và quý vị bắt gặp trên bất kỳ cái chỗ nào ở trên bản đồ không vậy ha. Chỉ cần quý vị thích thôi, leo lên Google gõ và lựa chọn
chụp hình gửi qua LNG hỗ trợ cho quý vị một chiếc nhẫn bóng loáng luôn, một chiếc nhẫn cao cấp ha. Đó. Sự bóng loáng và cân đối hơn vậy ha. Cái điện thoại này làm như là cái độ lấy nét của nó không có được chuẩn hay sao ấy. Cũng là iPhone 7 đàng hoàng, nhưng mà sao kỳ thế. Đó, một cái hộp sapphire màu xanh. Trên này thì quý vị muốn biết là cái viên đá đẹp hay không á, nãy giờ quay là đá tối đúng không, do trên này nó bị lỗi về ánh sáng. Muốn biết đẹp hay không thì quý vị có thể tham khảo ở trên website, góc phía bên phải, góc phía trên bên phải màn hình là cái website của LNG ha. Chúng ta sẽ vào chiêm ngưỡng được những cái hộp của chiếc nhẫn này. Rồi bây giờ em đến với một cái chiếc nhẫn khác. Vâng, kế tiếp đến thì chúng ta có một cái chiếc nhẫn vàng. Một cái chiếc nhẫn nhẫn vàng gold hả vậy ha. Đá chủ sapphire oval, ruby là 6.3 cm, trọng lượng vàng là 1.4 chỉ, và giá vàng là 2.2 triệu trên một chỉ ha. Tiền công rồi tiền cọc rồi tính ra là 5.2 triệu trừ tiền cọc còn có 3.7 triệu. Wow, vàng 10k ha, chỉ với bao nhiêu đó thôi là sở hữu được một chiếc nhẫn rồi. Rồi thì vàng của chúng ta đo nè, tuổi là vàng 10k nè ha, 10.12 carat. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy chiếc nhẫn ra. Cái này là từ bên Kim Hoàng vừa mới đưa sang hả vậy ha. Đây, nhẫn vàng. Và bây giờ chúng ta phải lau chùi lại, tại vì bên bển nhiều khi làm rồi lơ rồi này nọ, mấy cái đánh bóng nó vẫn còn á, nên thành ra là phải lau chùi lại. Đó, chiếc nhẫn vàng này thì đá chủ của nó là sapphire, còn đá tấm là toba ha quý vị ha. Tất cả đều là thiên nhiên luôn. Bao giám định, bao kiểm tra, bao test, bao giám định bất kỳ trung tâm nào luôn. Thì với cái hàng tấm di công của LNG, tấm toba của LNG thì LNG phóng to ra cho quý vị xem nè. Cái dàn tấm thiên nhiên nha quý vị nha. Đây. Quý vị thấy có sắc nét không à? Dàn tấm toba đấy. Chuẩn đét luôn, thấy 8 mũi tên bên trong luôn hả quý vị ha. Thấy 8 mũi tên bên trong luôn. Đó, và độ bóng của vàng đây. Đó, quý vị cùng em kiểm tra ha. Đó, em cũng lên đèn như ai thôi. Nhưng mà cái là nhìn vào cái độ mướt và độ bóng của vàng của chúng ta thì quý vị có thể chụp màn hình lại và xem xét coi nó có lỗi phải gì không ha. Trời ơi, nó đẹp gì thôi, chứ nhẫn này mà lên thì nó sang khỏi nói rồi. Sao nó cứ tối tối làm sao ta? Cái iPhone này em ghét cái là hạ quay một hồi cái nó nóng lên, nó tối màn hình lại. Đó, một chiếc nhẫn vậy ha, hàng cao cấp là có khác. Đó. Trời ơi. Đó. Chữ em làm gì ha, cái này không được rồi, khắc chữ em làm gì mờ quá. Chắc với LG mờ quá, không thấy gì à. Và đây là lót lòng của chiếc nhẫn chúng ta hả vậy ha. Đó. Và do là chiếc nhẫn này đã được khai vận rồi. Do là chiếc nhẫn này đã được khai vận rồi nên thành ra là em hoàn toàn làm với nhíp có đầu gấp, có đầu cao su để chống trầy vàng. Với lại dùng cái này hả vậy ha, không bóc bằng tay được. Vì cái này khai vận theo tuổi của người dùng, nên thành ra là chỉ có họ là người chạm vào đầu tiên với chiếc nhẫn này ha. Lúc khai vận em cũng chưa có chùi nó luôn chứ, giờ mới chùi nè.
rồi lát cho vào hộp là đóng gói là xong hả quý vị ha. Một chiếc nhẫn đã được khai vận, vận may sẽ đến nhanh và sớm nhất. Tiếp theo thì chúng ta đến với một cái lắc tay, một cái lắc tay dính nhẫn hả quý vị ha. Chết rồi, bây giờ cái này là đã khai vận rồi, làm sao mà em đeo thử được cho quý vị xem. Thì đây là cái chiếc nhẫn hả quý vị ha, đây là chiếc nhẫn. Đây là chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa hoặc là ngón kế ngón áp út thôi vậy ha. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra về độ bóng và cái độ chi tiết của từng chi tiết trên sản phẩm thôi vậy ha, những cái chi tiết nhỏ nè. Vâng, thì khi đúc ra không phải đúc ra là nó đẹp như vậy đâu quý vị ơi, sai lầm chết luôn. Còn phải qua khâu làm nguội, làm nhám, làm lạnh hả quý vị ha. Đó, thì đây là một cái chiếc nhẫn dính lắc tay, và như độ bóng và vàng thì quý vị cũng có thể thấy ha, khá là chi tiết. Và chúng ta kiểm tra về cái viền hộp nè, cái viền hộp được đính trên cái chiếc nhẫn nè quý vị thấy không. Đó, rất là cân đối và rất là đều tâm tấp luôn. Một món trang sức cao cấp là như thế hả quý vị ha. Chúng ta cần phải có sự so sánh, tại vì nó mang đến cái sự sang trọng, nó mang đến cái ánh nhìn cho bản thân cũng như là người kế bên hả quý vị ha. Còn đây là cái lắc tay đấy, cái lắc tay với đá chủ là một viên peridot. Viên này nó rất là đẹp không vậy ha. Em không hiểu sao mà lên đèn xong là nhìn cái nó mất đẹp luôn rồi, toan rồi. Thì quý vị muốn biết viên này nó đẹp như thế nào thì đâu có đèn đuốc gì đâu mà. Nói chung là chúng ta đang bị ngược nắng. Quý vị có thể thấy là ánh sáng gom ở đây, thì tức là ánh sáng nó sẽ đâm ngang hông như thế này nè, là tất cả những viên đá đều tối. Quý vị lưu ý nha, này quý vị thấy nè, quan sát mà thấy này, cái hộp xanh này cũng vậy nè, ánh sáng nó đâm bên này, ánh sáng nó đâm bên này, nó gom lửa vô góc này, nó gom lửa vô góc này nè, một chiều, tức là ánh sáng nó sẽ lọt hông như thế này thì viên đá nó sẽ bị tối. Vì khi mà khúc xạ và chiết xuất thì ánh sáng phải chính diện thì nó mới bật lại, còn nếu mà bên hông thì nó bị lọt sáng hả quý vị ha. Rồi thì món trang sức này thì như quý vị cũng có thể kiểm tra cùng em đi ha. Những cái mắt vàng, những cái khoanh vàng cũng như là trái tim trơn lùi như thế này rất là đẹp. Lúc đầu là thiết kế bản vẽ 3D là trái tim này rất là chỉnh chu, nghiêm túc, thẳng đường, thẳng lối, hai bên cân đối. Nhưng mà người đẹp này thì lại không muốn như thế. Em thích nó quẹo quẹo cong cong chơi gì đó, vậy nó mới chắc. Ok, thích là quất. Đó, thì đến với L&G chỉ cần quý vị thích là được. L&G chiều hết mình luôn ha. Thì món trang sức của bạn này thì bạn cũng đặt bên L&G khá là nhiều. Bạn Hiền Nguyễn á, các bạn xem video sẽ thấy bạn ấy bình luận phía bên dưới ha. Rồi, xong rồi nha Hiền Nguyễn nha, đẹp nhất nách luôn. Cảm ơn người đẹp đã quan tâm và ủng hộ L&G. Đó, gói lại. À quên, để coi cái tuổi vàng của cái lắc tay với cái nhẫn của bạn ha. Đây, lắc nhẫn đó, vàng là 14k ha quý vị ha, 14.11 đó, tuổi là vàng 14 nè, nhưng mà chúng ta dư 11, cái này không nói vì đến với khách hàng thì luôn luôn là dư vẫn hơn là thiếu hả quý vị ha. Đó, thành ra là khi mà quý vị cầm cái tờ giấy này đem vàng ra là người ta hiểu hả quý vị ha. Đó, Moissanite nè, rồi cọc nè, còn lại nè, wow, xong rồi. Chúng ta đến với một cái mặt dây chuyền của một chị khách. Chị này thì ở vùng phía Bắc ha quý vị ha, chị này ở vùng phía Bắc. Một mặt dây chuyền nữ khá là xinh xắn luôn. Đây,
một mặt dây chuyền đá sapphire vàng trắng, một mặt dây chuyền nữ đá sapphire vàng trắng. Dây chuyền này thì nói chung là em thấy cái mẫu này là em thấy rất là xinh luôn, rất là xinh rồi, rất là duyên luôn. Chị em phụ nữ mà đeo cái mặt dây chuyền như thế này thì chỉ có ngứt ngay con gà tây thôi. Đấy, bây giờ em sẽ tạo cái nền đứng cho cái mặt dây chuyền của chúng ta ha. Đó, cái thiết kế là làm như là viên đá của chúng ta không còn thấy được cái phần bao bọc ở xung quanh viên đá, mà chỉ là hai phần vàng với vàng tắm được móc chéo ở hai góc của viên đá hả quý vị ha, rất là thú vị luôn. Đó, chất lừ rồi thì như quý vị cũng thấy thì bên L&G hả quý vị ha, từ sản phẩm là đá cho đến trang sức thì được bảo dưỡng làm mới vĩnh viễn. Còn về độ tuổi của vàng thì có giấy phủ quang rõ ràng hả quý vị ha. Và điều tuyệt vời hơn hết là mỗi một món trang sức đều được khai vận với tuổi của từng người. Thì các anh chị nào đặt hàng thì vui lòng để lại cái năm sinh của người mà cần, của người mà dùng phong thủy á quý vị, để L&G có thể hỗ trợ mình sau khi sản phẩm hoàn thành hả quý vị ha. Rồi thì L&G cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn tất cả các bạn xem kênh đã đồng hành và đặt niềm tin và đặt tình yêu vào L&G nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà của chúng ta ạ.